Lợn này ở anh chị nhé. Lợn này 300 một cân, 320 một cân. Alo, xin em nghe. Dạ dạ. Ok ok, tối lắng nghe nhá. Vâng vâng. Vâng 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 vâng. Này. Nghe chưa? Ok ok ok. Ôi, nghe nào. Ok bác. Vâng 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 vâng. Tay này mới ư kìa. Hôm nay hai phết, hai luôn. Này mỏng mỏng. Để đây. Để đây các đệ tử đây. Đang đói nhìn thèm. Đây của em gái à? Em không biết. Em chào em rồi. Đây, cây đèn ơi. Đấy, cây đèn ấy. Anh có gì mới không? Không không, anh khách đặt nhà anh. Vịt đang trong lò anh ạ. Vịt đang trong lò. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Vất vả. Heo nhỏ, heo nhỏ nha, 1.1 triệu nguyên một con này đúng không anh? Này đúng không? Làm quách Ngọc Giang. Cuối tuần anh em qua sớm anh em nhá, nhỏ phát rồi đi chơi, tối đi chơi. Đưa vịt đây. Mày cho anh gửi lời chào yêu người nhỉ. Giận nhặt dao rồi. Chia sẻ bao nhiêu khách à? Phạm Tiến Thụy, ok xếp Thụy nhá. Quá ngày. Không quay được, không quay anh. Quay anh. Sọc đen ở. Đây, mua đồ này. Đấy, xài. Đấy, chân chân điểm này. Chân điểm, chân điểm. Ngoài này còn chỗ ngồi nhỉ? Ai đưa đây? Ai đưa đây? Ai đưa đây? Cháu đi xin ít đi đổ đi ăn. Đi đổ lên cho có đồ không? Đi vòng đây. Đây này, chỗ vào này. Chỗ vào này. Ôi, chú ấy cho đi sóng mệt. Mệt lắm, mệt, nhiều mệt. Cho xin cái đùi ơi. Cho xin cái đùi anh ơi. Chân hiểm nó, hiểm dai. Rồi. Nghe chê thùng. Được đấy, được đấy, còn này. Cả hai cùng vào. Không có đâu. Ok đấy. Khu hai á, điên. Bác Nghĩa này, móc đô ra. Đây, có luôn, được. Đây, đây. Gãy nữa. Gãy nữa. Thì em vào, cho. Cái này là cái gì? Đây là... đây. Đây. Đấy, ngon. Sập, 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 sập này, sập này. Có người tình yêu. Có người tình yêu. Có người làm ái kinh. Xây dựng.
Đây cho mấy này. Được, ui dồi ôi. Ôi trời, quất nhá. Thôi, ra cửa. Sao anh đi tán đổ cháu? Wow. Sao anh đi tán đổ cháu? Không biết à? Tự đổ. Tự đổ à? Bởi vì anh đẹp dai. Đẹp dai, cơ bắp cuồn cuộn này. Cơ bắp cuồn cuộn như này. Vậy lại vi dày không? Ô, cái này nó không có bì rồi. 500 một cân ạ. 300 anh em ơi. 300 một hai một cân. Chú còn một tô nữa làm ra quay à? Đây, chú chấn điểm chưa? Đây, chú chấn điểm này. Làm ra không? Có. Chú đám 10 ngày nhá, bắt đầu tôm này nhá. Một gieo một gái luôn đấy. Đắt lên ngay nào. Mày bắn sâu vào. Bắn sâu rồi. Lý đâu? Có. Xinh không? Xinh. Sao không? Châu chọc một nước đi. Nước đục. Nước đục. Đấy, thì ngắm rồi nhá. Châu chọc một nước đục một đúng rồi. Ăn đĩa này xong là lên riêng vợ chồng. À, đó là chào bài nhá, chào bài anh Việt nhá. Sời ơi. Bên ngoài kia một thoải mái anh ạ. Thoải mái luôn. Nước chấm là đúng. Đấy, nước chấm bảo đây rồi mai nào. Ra đấy là có anh ạ. Sời ơi. Sời ơi. Bảo hớm đi trong ngoài đi. Anh ơi, bật lửa cho nó to đi. Hai con vịt đi. Lý ơi. Bật lửa to đi. Hai con gạc gạc. Bật lửa to cho nhanh nhanh chín. Ngọc cho vịt ra hỏa đi. Cho sữa còn nhiều không? Là sữa còn em mới còn. Mình chơi hai bên chưa? À. Hai bên đâu? Quả máy tí người chưa nét à? Dài đá lưỡi ra sao nào? Có vịt đá luôn. Vịt đá lưỡi. Đây Ngọc nào. Hạ Lý em ơi, số 2 Phan Đình Phùng, Hạ Lý Hồng Bàng Hải Phòng. Mùa nắm Tuấn Năng Tử. Đục khách vất vả. Vất vả ra tiền anh em ạ. Ra tiền có động lực làm hết. Có rất nhiều con dao. Có này. Cái gái này. Dài một phát, gái hai phát. Đây là con gái này. Chồng. Đẳng sơ cấp đấy. Có ở Sài Gòn không à? Sắp rồi. Tôn này á, nhà mình trồng được ra ná mà. Xả láng. Ây ôi, vịt ra ngoài. Lô à. Ừ được, tạm được. Nào. Lên. Lợn sữa nhà bán thực phẩm anh em, một khay 250. Còn lợn to này thì 320 một cân. Cầu Lạc Long Hải Phòng em nhé. Phòng Hải Phòng. Như máy chém vào 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 vào. Đây. Cho miếng nào, nhanh được chưa? Đây. Ăn không? Nhưng cháu này nhiều tiền đấy. Đúng rồi, xin nhé. Bán đâu?
Bán nó cho này. Alo. Mười quan à? Phở đi ship không shop à? Phở đi ship luôn. Em ơi. Cây Thanh Tùng nhá. Em ơi. Bắt chỉ lô mì đâu? Ông giảm bớt 3 phút đi. Ngày 3 triệu không à? Còn 30 con vịt đấy cháu ơi. Yeah. 220 em ơi, vịt 220 rồi. Hai con vịt. Lý Dâu. Có. Sao rồi? 16 tuổi. Có chí không? Có. Muốn gì muốn nước không? Không. Anh em chỉ có vịt quanh chứ không vịt luộc ấy. Không, được rồi. Vịt 220 ấy. Đâu không biết được anh Hà. Chú Hưng Giàu và L. Địa chỉ anh em qua chân cầu Lạc Long nhá. Đây rồi. Dạ. Anh Ngọc nhé.